Và mình mong rằng sau cái video này các bạn hiểu rõ được một chút là Tổng thống Mỹ được bầu cử như thế nào. Đối với một số bạn có lẽ không có lạ gì với khái niệm bầu cử rồi đúng không? Tức là bỏ phiếu cho người mà các bạn muốn làm Tổng thống. Ngày xưa các bạn họp đoàn, họp lớp ở trong lớp học á, cũng có một cái màn bầu cử nho nhỏ ở trong phạm vi lớp học rồi đó. Bầu cử Tổng thống á, nó có cái sự khác biệt một chút. Nếu mà các bạn nghĩ rằng á, là Tổng thống nào giành được nhiều lá phiếu nhất, gọi là phiếu số đông ấy, popular vote, thì người đó sẽ được làm Tổng thống. Không hẳn là như vậy. Mặc dù ấy, người ta cũng sẽ liệt kê ra tổng số phiếu một Tổng thống nhận được là bao nhiêu, người ta cũng sẽ công bố kết quả đó. Nhưng mà nước Mỹ ấy, người ta không có chọn Tổng thống của họ bằng cái con đường là kiểm kê tổng toàn bộ số phiếu người nào nhiều hơn, người nào nhiều nhất, mà họ sẽ chọn Tổng thống qua một cái nhóm người gọi là đại cử tri đoàn, ở tiếng Anh gọi là Electoral College. Đó là một nhóm người đại cử tri. Cái từ đại cử tri ấy, nó rất là dễ hiểu. Cử tri ấy, tức là người bỏ phiếu, tức là các bạn, những người thường dân giống như các bạn là những cử tri. Còn đại cử tri ấy, tức là những người bỏ phiếu nhưng mà họ lớn hơn. Và ấy, Tổng thống nước Mỹ được chọn dựa vào cái số lá phiếu của đại cử tri. Tức là ứng cử viên nào giành nhiều cái lá phiếu đại cử tri hơn thì người đó sẽ được làm Tổng thống. Các bạn không có bầu trực tiếp cho Tổng thống mà các bạn chỉ bầu cho đại cử tri. Đây chính là cái quy trình đơn giản, một cái sơ đồ đơn giản. Một lát nữa mình sẽ cho các bạn coi cái biểu đồ chi tiết hơn là nó ở bên phải này đây. Nhưng mà trước tiên là các bạn phải biết cái khái niệm đơn giản là những người sống ở Mỹ, người ta không có bầu trực tiếp cho Tổng thống của họ, mà họ bầu Tổng thống thông qua gián tiếp một cái nhóm người gọi là đại cử tri đoàn, Electoral College. Và những lá phiếu của người này mới là quyết định thắng thua. Đó là cái lý do vì sao ấy mà ngày xưa ông Donald Trump ấy, ông ta được làm Tổng thống nước Mỹ. Mặc dù ông ấy không có được phiếu số đông, ông Trump ngày xưa ông làm được Tổng thống, đó là nhờ ông ấy đạt được đa số phiếu của đại cử tri. Ở trong lịch sử nước Mỹ ấy, thì có khoảng 6 Tổng thống đã được chọn mặc dù không có được phần lớn số đông. Đó là cái đặc thù, rất là đặc thù của cái hệ thống đại cử tri đoàn này. Rồi, bây giờ đại cử tri đoàn là cái gì thì mình sẽ giải thích đơn giản tiếp theo nhé. Như là các bạn có thể thấy ở trong cái tấm hình này, đây là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. The United States of America. Ở đây có 50 bang. Và mỗi bang các bạn thấy có những con số nó gắn lên, đúng không? Và những con số này chính là những số phiếu đại cử tri mà mỗi bang có được. Ở trong cái trường hợp này mình sẽ lấy tiểu bang California để làm ví dụ cho các bạn. Tiểu bang California là bang có số phiếu đại cử tri nhiều nhất ở trong nước Mỹ. Và những cái số phiếu này được giành như thế nào, mình sẽ giải thích cho các bạn. Mỗi tiểu bang nước Mỹ sẽ tổ chức những cái cuộc bầu cử riêng của mỗi bang đó. Và chỉ trong cái phạm vi cái bang đấy, ứng cử viên nào đạt được nhiều số phiếu nhất thì họ sẽ giành được tất cả những cái số phiếu đại cử tri của bang đấy. Ví dụ trong trường hợp California 54 phiếu nhé. Nếu mà trong bang California ông Donald Trump ông ấy giành được 1 triệu số phiếu, còn bà Kamala Harris bà giành được 1 triệu 1 chẳng hạn đi, thì bà Kamala Harris đã chiến thắng ông Trump ở bang California. Và nhờ thế bà ta giành được full 54 phiếu đại cử tri. Đó là cách hoạt động vô cùng đặc thù của nước Mỹ. Các bạn thấy có lạ không? Dù chỉ thắng hơn 1 phiếu thôi các bạn nhé, dù chỉ chênh lệch 1 phiếu thôi là cái ứng cử viên đó sẽ giành trọn tất cả cái lá phiếu đại cử tri của cái bang đấy. Đây là cái quy tắc winner take all, tức là cái kẻ thắng cuộc là họ sẽ giành tất, chứ không phải là tính vào cái tỷ lệ. Nếu mà tính theo tỷ lệ thì may ra mình thấy nó còn công bằng một tí. Nhưng mà kiểu này cứ thằng nào mà thắng là thằng đấy giành đủ tất cả cái lá phiếu của cái bang đấy. Hồi nãy mình quên giải thích một cái chi tiết nữa là cái số phiếu đại cử tri của mỗi bang là nó tương ứng với dân số của tiểu bang đấy. Nói một cách ngắn gọn là bang nào mà càng đông dân hơn thì cái số lá phiếu càng nhiều hơn. Nhưng mà không có bang nào là có ít hơn 3 lá phiếu. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một số liệu cơ bản. Ở Mỹ thì người ta có khoảng 335 triệu dân và có 50 tiểu bang. Mỗi tiểu bang có bao nhiêu phiếu đại cử tri thì mình đã cho các bạn coi ở tấm hình này rồi. Các bạn cứ tự dừng video lại mà coi nhé. Vậy thì tổng tất cả trong 50 bang là có bao nhiêu phiếu? Đó là 538 phiếu. Cho nên nếu mà các bạn làm phép chia đơn giản, 538 chia cho 2 là bằng bao nhiêu? Đây mình làm phép chia này dưới nhé. 538 chia cho 2 đó là bằng 269. Tức là nếu mà cả hai ứng cử viên đều đạt 269 thì hòa, đúng không? Như thế cái số phiếu tối thiểu để mà thắng được đó là bao nhiêu? Đó là 270.
Đó, nếu mà một thằng đạt được 270 phiếu thì thằng còn lại dù nó có thắng hết tất cả những cái bang còn lại chăng nữa đi thì nó chỉ có 268 phiếu mà thôi. Cho nên thằng nào mà đạt cái con số 270 trước là thằng đó thắng, không cần biết cái thằng còn lại có bao nhiêu, không cần phải kiểm phiếu, không cần phải đếm phiếu. Tức là trong cái quá trình kiểm và đếm phiếu sau khi mà cuộc tổng tuyển cử xảy ra, cứ thằng nào đạt 270 trước là coi như là kết quả nó đã được định, không cần phải đếm những thằng còn lại. Dĩ nhiên người ta vẫn sẽ đếm thôi, mình nghĩ người ta vẫn phải đếm để biết coi là thằng nào đạt được cái số phiếu đa số. Giống như là ngày xưa ông Trump vậy, ngày xưa ông Trump ông ấy thắng bà Hillary Clinton, đó là bởi vì ông ấy được đa số lá phiếu của đại cử tri. Đó là cái đặc thù của cái chế độ đại cử tri đoàn, người mà ít lá phiếu hơn mà cũng được làm tổng thống thì mình nghĩ rằng đó là nước Mỹ. Cái đó là những cái nước mà có nền dân chủ thật sự nha, thật sự là họ trung thực, họ bỏ lá phiếu trung thực đàng hoàng ấy nha, chứ không phải là bỏ lá phiếu kiểu giống như là đạt 99% phiếu tín nhiệm như kiểu ở Việt Nam ấy. Thì đó là bầu xạo, bầu láo, không sự thật. Làm gì có ứng cử viên nào mà đạt đến 99% cái lá phiếu, toàn là dốc láo thôi, làm cho có hình thức. Rồi bây giờ mình trở lại cái biểu đồ của cơ cấu đại cử tri đoàn. Như vậy hồi nãy mình đã giải thích cho các bạn là nếu mà các bạn bầu cử tổng thống ở nước Mỹ thì không phải là các bạn bầu trực tiếp cho cái tổng thống mà các bạn thích, không phải. Các bạn bầu tổng thống thông qua một cái nhóm người gọi là đại cử tri đoàn. Hồi nãy mình nói rồi mà không nói tiếp nữa. Thì đây là cái sơ đồ chi tiết hơn. Trong cái trường hợp ví dụ ở trong tiểu bang California thì các bạn sẽ bầu cử tổng thống như thế nào. Thì cử tri voters đây chính là các bạn nhé, tức là những người bình thường, những người như bạn, the average Joe, mình và các bạn. Nếu mà sống ở nước Mỹ mà có quyền bầu cử giống như là công dân nước Mỹ thì đó chính là những cử tri voters. California thì có 54 phiếu đại cử tri, electoral votes. Ứng cử viên nào mà thắng được cái bang này là họ sẽ nhận luôn 54 phiếu đại cử tri. Thì các bạn là những nhà cử tri, các bạn sẽ ra những cái hòm phiếu bỏ phiếu cho ứng cử viên mà các bạn muốn ủng hộ, các bạn muốn làm tổng thống. Nhưng mà trước hết mình phải giải thích cái này đã. Ở mỗi bang là sẽ có những đại cử tri đại diện cho cái đảng mà họ ủng hộ. Nếu mà là đảng Cộng Hòa thì người ta sẽ chuẩn bị sẵn ra 54 đại cử tri theo phe đảng Cộng Hòa. Ở tiếng Anh đại cử tri gọi là electors. Còn các bạn những người bầu cử thông thường thì gọi là voters. Đại cử tri là electors. Các bạn phải nhớ lấy những cái từ vựng này nhé. Thì đảng Cộng Hòa, người ta sẽ chuẩn bị sẵn 54 đại cử tri đảng Cộng Hòa ở California. Thì tương tự, đảng Dân Chủ cũng thế, người ta sẽ chuẩn bị sẵn 54 đại cử tri theo phe đảng Dân Chủ. Mình dùng cái từ theo phe để cho nó dễ hiểu đối với người Việt Nam. Thì các bạn để ý, mỗi đại cử tri là người ta sẽ có một cái lá phiếu đại cử tri. Cho nên 54 đại cử tri là người ta sẽ có 54 phiếu đại cử tri. Và đây là mình chỉ đề cập hai cái đảng lớn nhất cho các bạn biết thôi. Chứ thực ra là người ta còn có những cái đảng khác. Ví dụ như là đảng ABC thì người ta có 54 phiếu đại cử tri cho cái đảng ABC. Rồi đảng Cộng sản ở California thì người ta có 54 phiếu đại cử tri đảng Cộng sản ở California. Đó, vân vân và vân vân. Nhưng mình chỉ đề cập hai đảng tiêu biểu ở đây thôi cho nó dễ hiểu. Không cần phải quan tâm những thằng kia. Những thằng kia không có cửa đâu. Đấy, thì các bạn, những người cử tri sẽ bầu cho ông Trump hoặc là bà Kamala Harris. Và sau khi mà người ta kiểm phiếu, người ta kiểm kê, người ta đếm cái số phiếu đến cái cuối cùng, ví dụ đi, ví dụ nhá, ông Trump ấy, ông được 1 triệu lá phiếu, 1 triệu phiếu của cử tri thì mình viết là 1 triệu votes. Còn bà này, Kamala Harris thì bà được 1,1 triệu lá phiếu. Mình viết như thế này dễ hiểu đúng không? Như vậy là các bạn biết bà Kamala Harris, bà đã thắng ở tiểu bang California. Đây, mình để cái dấu tích xanh ở đây nhá. Bà Kamala Harris, bà là người thắng, còn ông Donald Trump là người thua. Mình để ông dấu x ở đây. Đây là ví dụ nhá. Trong trường hợp đảng Dân Chủ lại là đảng thắng ở trong cái bang California này, thì 54 đại cử tri của đảng Dân Chủ, 54 đại cử tri theo phe đảng Dân Chủ mà do đảng Dân Chủ đã lựa ra từ trước đó. Những cái đại cử tri này là đến từ đâu ra thì mình không có muốn giải thích cho nó dài dòng. Họ là bất kỳ những người nào, nhưng mà họ có cái quyền bầu cử như là một đại cử tri. Thì trong cái trường hợp bà Kamala Harris bà thắng, thì 54 đại cử tri đảng Dân Chủ này sẽ có quyền bầu cho tổng thống mà họ ủng hộ. Và 54 phiếu đại cử tri cho Harris của 54 đại cử tri đảng Dân Chủ này sẽ đi vào thùng phiếu đại cử tri ở đây. Còn nhìn thấy dễ hiểu chưa? Cái quyền bỏ phiếu là nó sẽ nằm vào 54 ông đại cử tri ở bên phải này, còn mấy ông bên trái này không được quyền bầu nữa. Còn thấy không? Nó rất là kỳ lạ nha. Đại cử tri giống kiểu là họ đứng ở giữa vậy. Khi nào mà họ đạt được nhiều số phiếu hơn đến từ người dân thì họ mới có quyền để bầu. Và khi mà họ đã bầu rồi là họ bầu hết tất cả cùng chung một người.
Đấy, cho nên có nhiều bạn sẽ hỏi rằng, ủa, thế lỡ mà đại cử tri của đảng Dân Chủ á, mà họ lại phản bội, họ không có bầu cho đảng Cộng Hòa thì sao? Chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào? Mình cũng đã thắc mắc, mình hỏi câu đó rồi, đúng không? Lỡ mà một trong những cái đại cử tri của bên đảng Dân Chủ họ lại bầu cho ông Donald Trump thì sao? Thì mình nói với các bạn là không có điều đó xảy ra. Khi mà đảng của các bạn đã giành được số phiếu đông, thì tất cả những cái đại cử tri đó bị ràng buộc bởi nội quy và pháp luật là phải bầu cho cái ứng cử viên của cái đảng mà đã chọn các bạn ngay từ ban đầu. Nói cách khác là đại cử tri của đảng Dân Chủ không thể bầu cho ông Donald Trump được. Trong cái trường hợp đảng Dân Chủ thắng thì 54 người này sẽ phải bầu cho bà Harris. Đó. Và cái thùng phiếu đại cử tri của 50 bang, tổng cộng là 538 phiếu, thì bà Kamala Harris bà đã giành được 54 phiếu đại cử tri. Nếu mà bà ấy đạt được 270 phiếu trước ông Trump thì bà ấy chiến thắng. Và điều ngược lại tương tự thôi. Nếu ông Trump ấy được 1,1 triệu vote, còn bà Kamala chỉ được 1 triệu vote thôi, thì đảng Cộng Hòa là người thắng, còn đảng Dân Chủ là đảng thua. Và 54 đại cử tri của đảng Cộng Hòa sẽ có quyền bỏ phiếu đồng loạt cho ông Trump. Ông Trump được 54 phiếu đại cử tri. Như thế này là có lẽ các bạn dễ hiểu hơn rồi đúng không? Mặc dù là chỉ chênh nhau 100.000 cái lượt phiếu thôi, nhưng các bạn giành được trọn tất cả những lá phiếu của California. Đây gọi là cái luật winner take all, tức là cái kẻ thắng cuộc thì sẽ giành tất cả, chứ không tính theo cái tỷ lệ. Cái luật này là ở hầu hết tất cả các bang nước Mỹ người ta áp dụng, chỉ có khoảng 2 bang gì đó là không chơi theo cái luật này thôi. Cho nên các bạn có thể tạm bỏ qua 2 cái bang đấy. Các bạn biết rằng là kẻ nào mà thắng cuộc là sẽ giành tất cả cái số phiếu đại cử tri của cái bang đấy. Winner take all. Như vậy sau khi mình ra để giải thích cho các bạn cái cơ cấu của đại cử tri đoàn, thì các bạn cũng hiểu được cái phần nào vì sao mà một cái ứng cử viên mặc dù không có đạt được cái số phiếu đông của toàn nước Mỹ mà vẫn có thể làm tổng thống, thì có thể được giải thích một cách đơn giản ở trong cái hình minh họa này. Voters đó chính là những cử tri giống như các bạn, mình và các bạn, me and you. Còn Electoral College đó là đại cử tri đoàn. Ở đây trong trường hợp đầu tiên nhá, một cái bang đầu tiên nhá, có thể là California thì mới có nhiều voters như thế này. Thì ở trong cái bang này, đảng Dân Chủ chiếm số đông. Màu xanh là đảng Dân Chủ, còn màu đỏ là đảng Cộng Hòa. Cho nên tất cả đại cử tri của đảng Dân Chủ có quyền được bầu cho tổng thống đấy. Cứ bang nào mà đạt được số đông là sẽ giành được cái lá phiếu đại cử tri. Không cần biết là cái khác biệt nó khác nhau như thế nào. Bởi vì các bạn có thể thua ở bang này tới mấy trăm ngàn người, nhưng mà các bạn thắng ở bang khác chỉ có vài trăm người. Nhưng mà tổng cái số phiếu đại cử tri của những cái bang mà các bạn thắng được cộng tổng lại nhiều hơn, thì các bạn lại là người chiến thắng. Cho nên đến cuối cùng đây, người ta cộng tổng ở dưới đây. Trong cái trường hợp này đảng Dân Chủ họ đạt được phiếu số đông, 129 phiếu của những người dân nước Mỹ họ đạt được phiếu số đông. Còn đảng Cộng Hòa người ta chỉ đạt được có 118 phiếu của người dân nước Mỹ. Nhưng mà ở cái mặt phiếu đại cử tri thì đảng Dân Chủ là đảng thua, còn đảng Cộng Hòa là đảng thắng, họ hơn một phiếu đại cử tri. Đây chính là cái trường hợp của ông Donald Trump và Hillary Clinton cách đây 8 năm. Hillary Clinton ấy, bà đạt được nhiều số phiếu người nước Mỹ hơn. Ông Trump thì ông thua về cái số phiếu cử tri. Nhưng mà ở đại cử tri đoàn thì ông Donald Trump, ông ấy đạt được số đông trước bà Hillary. Cho nên ông Trump đã làm được tổng thống vào cái thời đấy. Và trong những cái trường hợp ngoại lệ đó thì mình có thể thấy được rằng nhờ vào cái chế độ Electoral College đặc biệt của nước Mỹ này mà cái thiểu số cũng có thể thắng được đa số, phân chia quyền lực một cách công bằng hơn giữa các bang. Một bang nhỏ ấy, ít dân nhưng mà cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Đó chính là cái ý nghĩa của cái chế độ đại cử tri đoàn này. Mình thấy lại rất là hay đấy. Nó cũng đảm bảo được cái yếu tố của dân chủ, của công bằng, mà nó cũng đảm bảo được cái yếu tố rằng lại không phải anh cứ số đông, anh cứ áp đảo số đông là anh sẽ thắng cuộc. Anh có thể anh thắng áp đảo ở một cái bang nào đó, nhưng mà nếu anh thua ở nhiều bang khác thì anh cũng sẽ thua. Cái sự phân tán quyền lực của nước Mỹ này mình phải nói là vô cùng đặc biệt và đặc hữu. Và sắp tới mình không biết rằng sẽ có một cái trường hợp ngoại lệ tương tự xảy ra như là đối với ông Trump cách đây 8 năm hay không. Ở đây là mình không nói là ông Trump sẽ thắng nhé. Đảng nào thắng cũng vậy. Liệu họ có thắng luôn ở cả hai vị trí hay là họ chỉ thắng một bên nhưng mà thua một bên? Chúng ta hãy đợi kết quả sắp tới diễn ra là như thế nào. Cái cuộc bầu cử sắp tới là sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình hy vọng rằng là cái video này đã giúp ích được cho các bạn phần nào biết về cái luật chơi của bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới này. Lạ lắm, người Việt Nam nhưng mà không quan tâm đến bầu cử Việt Nam mà chỉ quan tâm đến bầu cử nước Mỹ. Nó lạ đời, nó đắng cay, đau, tủi nhục là như vậy đó. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.